ta nè lộp sơ bẩn khơi sọ đe rồi tế bờ khơi miến kem mọc ông e sọ khnông sơ bẩn a tha đó cù hời cà ba ông e sọ sơ bẩn miến a thân này bị xe khlăng xâm rạp mà nụ sấy rư nệ nớ liều chị tú từ nóng xếp hầu cơ buôn cắt sơ bẩn bị phập lột chá tục thả cà ba sọ ở bọn nào nào mà nít miền này thá bằng hai bị bẹt đốn đã cho chật mà nút nít lăng khả hỡi trong chắp đâm tùm nẹ tùm nông cho bạc lúa nóng phở cú chi vịt mình kịch ông bí tôn há tay xe mặt trọng à nất kịch sọc tục cá trâu ban mê cồi rứ nẹ ná đà dương mân sọp một ba ông el sọ nông dồn sơ bấn cứ chia nên mất tử rục nề ca chắp đơm phạp đồ nờ sơ ca mập hiệp sống khăn sống khăn nơi chì vứt tờ rục với chì miến phong đài bà sân ba nó ná mà nẹ ba sọ niềng nực nông cái đáy sơ bẩn rục hiếp nên mất nì chóng miền này thả có trâu ban tị tiên chụm nắp áo rộng đòi niềng gọt chóng sô liếng căn tại chết nật đòi chất sô lãnh mê tả bởi dân bởi dốt sơ bẩn thả miền nào nào mà nẹ bà sọ ở bỏ nẹ hay nẹ rì rì núp miền này thả chắp chắp nì nẹ nâng chút bó rõ lò mà nẹ đã nâng bằng cớ tấm nhẹ tấm nốn bình mũi chi vịt sống bay tè nhẹ chỉ một nô riệp ca hời kế nú á chia mất tập hiệp sống mắc tròn một chùi chùm rung chùm rần bà sân bà nhẹ bàn khơn sẽ trấy rực mê anh sầy rực luôn án công phung cho bột thay ra xa sọc rồi bỏ niên chỉ xa thả nô ná mà nhẹ công phung miên phút chóng một phở ở xa nập hiệp dân bị bà khơi sọ rúm rừ cồn bằng hán thả nâng miên ca tóp chuộc xa chứ thầm mày chỉ mùi mà nụ đè bán bạc bạc nì rừ khăn khơi nì dù bọc hời bà khơi khuôn ảnh miên xìl một sọ đò sọc ạp đầm nàng thá cá plap đồ này xa nạp hiệp chi vật đò thông mùi nì một đò giang ở đó ngọt đòm cả ba sọ ở bó nào nà mà nè nửa khốn sơ bẩn chỉ tự tớ cứ chia sẻ nhà này cả phát bắt đầu với chú miến mua chùm nuốn cao vì đường sân hà bỏ hỏi nâng sầy bà sân bà nè dôn sơ bẩn khởi xíl một sọ smốc xe mạnh nè nâng trâu bà cho múc nâng mân nô á tâm á này dùng rì ai bà dôn sơ bẩn thá luôn nè miền sọ một snake nơi lơ các bạn đầm nang ao cá thua vây muối tam chất trâu cá đầm bay sầm rạch cô đảo rì cọ cho chất rì rì nâng phep áo chim miến chết nạp tố luôn đòi miền ông nuốt khăng vô priếp lơ nếp xỉnh kê khla dướng đói ông nát mình mệt đói bê đồn anh khuôn anh bà rứ ông án rứ ca thái ra xa sọ rồi bỏ khám anh xảy tối tội đòi tôn phun nực nông cái đầy sơ bà nít miến này thả xâm nàng lõ bán mộc chạp chạp bì ca cắt khóm rồi bỏ nẹ khuôn anh bà khơi bà rõ mà nẹ bà sọ rồi bỏ mà nụ xảy rứ xảy trấy khá nông sơ bà miến này thả bộ kế sẽ là lãnh khỉ hỡi bà sẵn bà đó mà nè một bác sọ đã bỏ nè đòi tụng vừa bánh chật hai sơ sơ xâm rõ sọ nì cột nút không chỉ vượt bịch cùng bùng luôn sẽ là lãnh chỗ chật thèm tiền bàn tăng chật bằng cơn phiếp khá hẳn không ca xa rập hiệp ông bì rương ní chạp chạp
Person bầu, mía manu chum lấy, đa dương mân skol mân nhẹ, mục bà sọ ở bò nhẹ, khnông su bình. Hơi nhẹ, mân cho chất, mía này thả, nụ nà mân nhẹ, nâng chi diếm, mía nà tập bồn mục lơ nhẹ, đồng bây xâm rạch cô đá ở bò kì. Person bần nhẹ, su bình thả, sọ ở bò nhẹ, mân trầm tè trao bàn bà tì, có bón tè, trao bàn tiền giang chư chập. បកប្រែប្រមានថានឹងមានចំនួនធ្ងន់ធ្ងរជាមួយមិត្តភ័ក្តិឬមិត្តរួមការងារប្រសិនបើមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ទាញកន្ត្រាក់សក់របស់អ្នកនៅក្នុងសបិននោះមានន័យថាអ្នកនឹងធ្វើឲ្យមានកំហុសឬនឹងធ្វើឲ្យគាត់ខឹងនឹងអ្វីមួយ សបិនអំពីការប៉ះសក់តំណាងឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិឬសេចក្តីថ្លៃថ្នូរសក់ប៉ះគឺជាកន្លឹះសម្រាប់ភាពសេចក្តីអំណរនិងភាពសុខដុមឲ្យគេប៉ះសក់មានន័យថាកំពុងអនុញ្ញាតឲ្យបេះដូងដឹកនាំប្រសិនអ្នកណាម្នាក់មកអង្អែលសក់ហើយយើងកំពុងមានអារម្មណ៍ល្អ ក្តីសុបិននេះគឺជានិមិត្តរូបនៃភាពជោគជ័យនៅក្នុងកិច្ចខំប្រឹងប្រែងនិងគម្រោងការរបស់អ្នកសុបិននៃការប៉ះអង្អែលសក់នៅក្នុងសុបិនជាភាពច្របូកច្របល់ផ្នែកអារម្មណ៍សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ដែលកំពុងមានមនោសញ្ចេតនាហួសហេតុមកលើអ្នកសម្រាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយគេនោះ ជុនចិត្តចិនអំពីសុបិនអង្អែលសក់ការប៉ះអង្អែលសក់នោះណាម្នាក់ក្នុងសុបិនបង្ហាញថាអ្នកនោះកំពុងព្យាយាមបង្កើតទំនាក់ទំនងតាមអារម្មណ៍និងតាមតម្រូវការតំណាងឲ្យភាពស្និទ្ធស្នាលនិងទំនាក់ទំនងជាក់លាក់ចិត្តថ្លើមជួបគ្នានិងមានភាពស៊ីសង្វាក់គ្នាដោយកំពុងមានអារម្មណ៍រឹមជាប់រឹមជួល ក្តីសុបិននេះកំពុងបង្ហាញពីមូលដ្ឋានដ៏សំខាន់និងវិជ្ជមានបញ្ជាក់ថាទំនាក់ទំនងស្នេហារបស់អ្នកទាំងពីរបានប្រែទៅជាការពិតហើយហើយក៏មិនខ្លាចបង្ហាញឲ្យគេឯងដឹងនោះដែរអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីការសុបិនឃើញសក់ប៉ះសក់គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេ ប្រសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានចុចជាមួយនឹងវីដេអូមួយនេះសូមកុំភ្លេចចុចឡាក់ប្រសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនទាន់បានចុច Subscribe សូមចុច Subscribe បន្តមកទៀតសូមចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីនឹងទទួលបានរាល់វីដេអូថ្មីៗសូមអរគុណ